không? Không biết mới hỏi. Như vậy là mới đủ. Ông ba ấy nhìn gì? Mày đi về đi. 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 Mà coi đó, bà dạy con cái kiểu đó đó. Nó mà về đây á là biết với tay tôi. Thôi đi. Làm gì nó giết nó hay sao? Vô đây bà biểu. Từ từ ông. Bà để nó tôi dạy. Bà dạy nó tới ngày hôm nay đó, bà thấy chưa? Cái gì con cái thì từ từ dạy nó. Tôi không chấp nhận chuyện đó. Vô đây bà biểu coi. Lộc à, vô ba con biểu nè con. Con là con trai mà, tại sao con lại đi hôn con trai? Con để người ta muốn vốn gia đình này, con biết không? Tại vì con yêu anh ấy. Con muốn xâm thực cái giới tính của con. Đi ra khỏi nhà tao. Làm được hết trơn á chú. Nói nghe nè, vô làm cực khổ lắm á nha Hùng. Rửa ly nè, lau bàn, có làm được không? Dạ được ạ. Biết phải không? Chịu làm phải không? Trời dễ thương quá, đi ghét mà đi theo chú đi. Dạ con chào bác, có Lộc ở nhà không bác? Lộc nó đi rồi con, Lộc bị ba nó đuổi mấy ngày nay rồi. Từ cái ngày hôm trước, con qua chở nó qua nhà con học đó. Rồi má con điện thoại luôn anh nè. Đánh vốn ba thằng Lộc. Rồi ba nó đánh nó. Bữa nó đi mấy bữa nay rồi. Bác cũng không biết nó đi đâu nữa. Bác khổ lắm con ơi. Con về đi. Dạ, thôi bác con về. Câu nãy hát được ghê á. Hay dễ sợ, khách ta vỗ tay vui quá vậy. Dạ chú ơi. Gì con? Dạ con muốn xin chú cho con hát một bài. Hát bài? Dạ. Hát được không vậy? Dạ được. Được phải không? Dạ hả? Đâu ngày mai hát chú nghe thử coi. Con cảm ơn chú. Ừ. Dạ, chào chú. Rồi đi làm việc đi con. Cảm ơn chú. Em hay quá. Dạ cảm ơn.
để mặc em về ngày mai rồi anh cũng quên mau vì ngày mai anh em ơi nói hôm nay có vui không mình cùng ly với nhau nha. Thân em giờ như lá khô bay sao sạc trong đêm vắng mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc mùa hương phai em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết em đi về đâu hỡi anh về đâu hỡi anh. Lâu quá không gặp, giờ này đã sao rồi? Em xem không anh ngồi chung với anh. Hơn em giờ như lá khô bay sao sạc trong đêm vắng mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc hoa hương phai em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết em đi về đâu hỡi anh về đâu hỡi anh em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết em đi về đâu hỡi anh về đâu hỡi sao cô đi theo tôi hoài vậy? Em muốn được chia sẻ với anh. Trong chuyện tình cảm của tôi, cô có biết gì đâu mà cô chia sẻ. Sự việc lúc nãy em đã chứng kiến. Em thấy anh rất buồn nên em muốn được chia sẻ với anh. Có chuyện gì buồn anh có thể tâm sự với em. Alo, em Thảo hả? Tối nay em rảnh không? Tối nay anh định hẹn em đi chơi. Ok, 7 giờ tối nay nha em.
chuyện gì? Cô xem đi rồi rõ. Những tấm ảnh đây là cô đó. Ở đâu cô có những bức ảnh này? Tôi muốn cô hãy tránh xa mấy ra. Ở đâu em có những bức ảnh này? Trong thời gian hai người chung sống với nhau, tôi đã điều tra được anh đang chung sống với người con trai đó, anh biết không?